Cái gì? Cái gì? Hôm nay hẹn có gì vậy? Mới hôm qua mà. Nói chuyện thấy ghét. Tôi đi vô. Thôi. Dạ. Anh trốn ra đây vậy? Không sợ vợ anh phát hiện hả? Tôi ngủ như chết vậy đó. Còn chồng em sao? Nó cũng giống như vợ anh vậy đó. Ngủ sai không biết trời chăng mấy nước gì luôn. Em nói thiệt nha, giờ mà anh vô trong đó nằm ôm em hả? Chưa chắc gì nó biết luôn á. Nhớ quá. Cứ sao lúc đó chị không bắt tay chặn tụi nó luôn? Chú nghĩ đi, giữa đêm giữa khuya như vậy mà tôi làm ầm ĩ lên, rồi cả cái dãy trọ ai cũng biết hả, chồng tôi với vợ chú ngoại tình với nhau, rồi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Mà tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi, cho nên mới hẹn chú ra đây để tìm cách giải quyết nè. Thật sự á, lúc đầu tôi cũng nghi ngờ nó rồi. Có mấy lần á, tôi đề nghị chuyển trọ thì nó không chịu. Nó nói làm biếng, chuyển tới lui mất công, ở đây gần chỗ làm hơn. Ai ngờ á. Ủa, anh mới đi làm về hả? À, em qua trả cho anh Sĩ mấy cái đồ lặt vặt á mà. Anh có hỏi gì đâu mà giải thích dữ à? Dạ, à, để thôi em mở cửa nha. À, con nữ. Trời ơi, cô đi qua đây để quên chìa khóa nè. Dạ, em cảm ơn anh nha. Ồ, hôm nay ngày gì mà mua bông tặng vợ vậy? Dạ, nay kỷ niệm 3 năm ngày cưới, nên em mua hoa với chút đồ ăn. Ủa mà anh Sĩ nay không đi làm à? Em chu đáo quá. Hôm nay anh nghỉ, không có đi làm. Vậy tại vì em cũng mua đồ ăn nhiều quá. Có gì tối em mời anh với chị Thi qua ăn nhậu chung vợ chồng em ha. Ờ, được á. Nó không muốn đi á, vì muốn gần nhân tình. Giờ chuyện nó quá rõ ràng rồi, bây giờ chú tính sao đây? Lúc này còn tính gì nữa. Bây giờ tôi với chị á, về nhà kêu hai tụi nó vào phòng, ba mặt một lời, không thể nào để tụi nó cắm sừng mình được mãi. Chú tính vậy thì tôi nghe cũng có lý á, nhưng mà làm gì làm á, chú cũng phải giải quyết một cách rất là bình tĩnh chứ. Sự việc nó dở lẽ ra rồi cũng chẳng có hay ho gì á. Người ngoài có thể không tin em, sao anh là chồng em lại nghĩ em có nhân tình? Anh nghĩ em là loại đàn bà như vậy hả? Đúng rồi đó. Mày nghĩ sao vậy hả? Tao với mày ở bên đây sát bên nhau gần cả năm trời, nếu mà tao với vợ mày ngoại tình á, dâm ba bữa là mày biết rồi. Chẳng những vậy á, mà hàng xóm chung quanh người ta còn biết nữa. Mày đừng có đi ra ngoài mà nghe lời tùm bậy tùm bạ. Về đây á, rồi nói vu oan cho tao nha. Hai người có đảm bảo là không có tình ý nhau không? Dám không? Dám. Anh phải tin em chứ. Xem đi. Mày làm anh thì là sao? Em sao? Mình làm. Bình tĩnh Minh. Mày cầm dừng ở đâu lên? Mấy lần tao thấy mày á, từ phòng trọ nó bước về là mày nhờ nó xuống lòng.
hay là mày gian dối với nhau? Mày nói đi! Em... tao đi làm vất vả, không có sao hết. Tao sợ mày vất vả. Tao xin mày nghĩ gì ở nhà làm mày trợ tôi. Tao sợ mày buồn. Cái mày ra quán chị Tiên á, mày làm lặt vặt để đỡ buồn. Mày quá lặt cái đâu vậy hả? Hả? Mày nói đi! Bao nhiêu lâu rồi? Đi ra! Về đi! Cút! Đi! 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 Chị đi luôn đi! Đi! Bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu rồi? Em... hả? Tội mày! Bao nhiêu lâu rồi? Anh ơi! Em xin lỗi! Anh bình tĩnh, anh cất nhau đi anh! Trả lời tao! Dạ! Hơn nửa năm mà! Mấy lần mày từ phòng nó trở về là mày với nó đúng không? Đúng không? Tao đi làm vất vả là vì cái gì? Hả? Vì mày! Vì cái gia đình này nè! Mà mày lại đi ngoại tình! Tại sao? Con đàn bà lắm lòng! Thằng khốn nạn! Bị cáo Lê Quang Minh, tại sao bị cáo lại có hành động dùng dao đâm chết vợ mình là bị hại Mai Ngọc Nữ và cố ý gây thương tích đối với bị hại Hoàng Văn Sĩ? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, thật sự là bị cáo rất là thương vợ của mình và không bao giờ muốn cô ấy bị vất vả, nên mới cho cô ấy nghỉ việc ở công ty để về nhà làm nội trợ. Nhưng không ngờ là cô ấy lại qua mặt bị cáo, lén lút ngoại tình với anh Sĩ, cũng là người ở kế phòng trọ nơi bị cáo đang ở. Trong lúc quá bức xúc nên bị cáo nó không kiềm chế được hành vi của mình, nên mới ra tay sát hại vợ của mình. Nhưng sau đó bị cáo rất là ăn năn và hối lỗi và đã đi đầu thú. Nếu vợ ngoại tình thì bị cáo phải tìm cách giải quyết, không sống chung được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn, chứ không phải chọn cách giết người. Hơn nữa, bị cáo còn có ý định giết cả người tình của vợ là bị hại Sĩ, nhưng do trong lúc gây án con dao đã bị gãy cán. Điều này chứng tỏ bị cáo thật sự rất tàn nhẫn và quá coi thường pháp luật. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã biết vợ mình ngoại tình từ trước, nhưng mà bị cáo không muốn làm mọi chuyện to lên. Bị cáo đã cố lấy tình thương của mình để làm thay đổi vợ, nhưng mà cô ấy vẫn không bao giờ nói sự thật, lúc nào cũng chối, nói là không có ngoại tình với anh Sĩ. Đó là lúc mà bị cáo cố bình tĩnh, nhưng mà đến lúc bị cáo mất bình tĩnh, bị cáo đã đâm cô ấy. Và cái người cô ấy kêu tên lại chính là nhân tình, là anh Sĩ. Lúc đó bị cáo thật sự không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa, nên mới đâm cô ấy nhiều nhát. Và sau đó cầm con dao chạy qua phòng và tìm anh Sĩ. Thật sự là bị cáo không cố ý giết vợ của mình. Mời đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Lê Quang Minh đối với hai bị hại là Mai Ngọc Nữ và Hoàng Văn Sĩ là cố ý giết người.
Vì mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng, bị cáo đã thực hiện hành vi giết người và cố ý thực hiện tội phạm đến cùng. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy cả hai bị hại cũng có lỗi vì nảy sinh mối quan hệ bất chính. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Sau khi gây án, bị cáo đã ra đầu thú, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Đây cũng là tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, căn cứ các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Lê Quang Minh về tội giết người. Mời đại diện Viện kiểm sát ngồi xuống. Mời anh Hoàng Văn Sĩ là người bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Tại sao đã kết hôn, có gia đình đàng hoàng mà vẫn có những mối quan hệ ngoài vợ chồng với vợ của bị cáo để gây ra hậu quả đáng tiếc như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi biết mình sai. Tại vì á, tôi ở trọ gần chỗ nữ, rồi nảy sinh tình cảm với nữ lúc nào không biết. Nhưng mà khi sự việc bị phát hiện á, thì tôi nghĩ là sẽ chấm dứt cuộc tình này, rồi sẽ chuyển đi nơi khác ở. Nhưng mà tôi đâu có ngờ là anh Minh, anh lại gây ra chuyện này. Vậy anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của Viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi biết hậu quả của ngày hôm nay á, nữ thì chết, anh Minh á thì tù tội, cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Tuy là anh Minh anh muốn giết tôi, nhưng mà lỗi là do tôi. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ án cho ảnh. Mời anh ngồi xuống. Mời chị Nguyễn Quỳnh Thi là vợ của bị hại Sĩ, là người làm chứng, đứng lên trả lời câu hỏi hội đồng xét xử. Chị hãy trình bày cho hội đồng xét xử biết nội dung vụ việc có đúng như là lời khai của bị cáo đã khai hay không. Dạ thưa hội đồng xét xử, dạ đúng như vậy ạ. Bữa đó tôi với lại anh Minh gặp anh Sĩ và chị nữ, dự định là để làm rõ mối quan hệ, nhưng mà họ vẫn chối cãi, cho nên anh Minh rất là tức giận. Trong lúc giằng co gây gỗ thì anh Minh có đuổi vợ chồng tôi ra khỏi phòng. Sau đó tôi có nghe cái tiếng kêu cứu của chị nữ và tiếng gây gỗ rất là lớn của vợ chồng anh Minh. Tôi với anh Sĩ không có can thiệp được. Rồi anh Minh đã dùng dao tấn công anh Sĩ. May mà căn dao bị gãy, chứ không thì... Mời chị ngồi xuống. Mời bà Lê Thị Hoa là mẹ của bị hại nữ đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của Viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, tính tình của thằng Minh nó hiền lành, nó thương con nữ lắm, lúc nào nó cũng lo cho vợ, lo cho ngoại hết đó. Tôi không biết làm sao mà xảy ra cớ sự vậy. Mà tôi biết chắc là lúc đó nó ức chế dữ lắm, nên nó mới có những hành động sai như vậy. Một phần cũng là lỗi của con gái tôi, nên tôi kính mong hội đồng xét xử giảm án nhẹ cho nó có cơ hội nó trở về. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Lê Quang Minh, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết mình đã sai, và bị cáo cũng xin cảm ơn hai bên gia đình đã tha thứ cho bị cáo. Bị cáo thực sự rất là ăn năn và hối lỗi. Xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có thể trở về làm lại cuộc đời của mình. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý.
Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Lê Quang Minh đối với bị hại Mai Ngọc Nữ và Hoàng Văn Sĩ là hành vi giết người. Xuất phát từ những mâu thuẫn quan hệ trong hôn nhân, bị cáo đã không kềm chế được cảm xúc dẫn đến hành vi phạm tội, gây nên hậu quả đáng tiếc. Với nhiều cách giải quyết văn minh, nhưng bị cáo đã không chọn mà chọn cách tiêu cực là cướp đi mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ. Cần có phải có bản án thật nghiêm khắc để trừng trị bị cáo, răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị hại cũng có phần lỗi và bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để thực hiện chính sách khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo trở thành người công dân tốt. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Từ một người đàn ông hết lòng vì gia đình, nhưng chỉ vì không kiểm soát được hành vi của mình cũng như coi thường pháp luật mà bị cáo Minh đã đẩy mình vào vòng tù tội. Anh đã cướp đi mạng sống của chính vợ mình là bị hại nữ và gây thương tích cho anh Sĩ. Có thể những nhát dao anh vung lên chính là cơn giải tỏa những uất ức, những hận thù khi biết được sự thật đau lòng. Nhưng tôi chợt nghĩ, cũng chính vì một phút nông nổi ấy, cũng chính vì những nhát dao ấy mà kẻ chết người tù tội. Trách ai thì sự việc cũng đã quá muộn màng. Có chăng là những người làm vợ, làm chồng hãy biết trân trọng giữ gìn hạnh phúc cho nhau. Bởi những mối quan hệ bất chính thật khó mà bền lâu, khó mà hạnh phúc. Chị Thắm ơi, chị Thắm, chị Thắm, anh gọi cấp cứu đi, chị Thắm có chuyện rồi, đi nhanh đi. Chị Thắm ơi. Cậu Hải đi kiểm tra hiện trường đi. Cô à, cô còn đủ tỉnh táo để trả lời những câu hỏi của con chứ? Thiệt tình á, tôi còn rất mệt, nhưng mà tôi đủ tỉnh táo để nói chuyện với cán bộ mà. Vậy thì tốt rồi. Cô có thể cho con biết là cô có nhận được ra kẻ đã tấn công mình là ai không? Tối hôm đó, như thường lệ á, tôi đóng cửa đi ngủ lúc 9 giờ tối. Vừa đặt lưng xuống giường thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên tôi bị tấn công liên tiếp bằng điện. Nói như vậy là cô không nhìn rõ mặt kẻ đã tấn công mình à? Không thấy rõ, tại vì trời thì tối quá, nó lại đeo cái khẩu trang nữa, làm sao mà tôi biết được ai đâu. Trong nhà cô có mất tài sản gì không? Tôi vừa la lên thì lối xóm họ bu lại hết á, nó đâu kịp lấy gì đâu. Được rồi, cảm ơn cô. Thôi cô cứ nghỉ ngơi đi, khi nào có kết quả tụi con sẽ báo cô biết. Cảm ơn cán bộ. Tình hình sơ bộ sao rồi? Từ những thứ mà hung thủ để lại, tôi chưa tìm thấy những dấu vết gì đáng chú ý cho vụ án này. Thôi được rồi, cậu hãy thu thập tất cả những chứng cứ có tại hiện trường đem về cơ quan để chúng ta từ từ điều tra. Rõ. Sao hả? Có phát hiện thêm manh mối gì nữa không? Dạ, báo cáo anh, em mới tìm được xuống dấu vết mới. Cậu, hãy tới kiểm tra những dấu chân này cho tôi.
Từ những dấu chân để lại, tôi nghĩ tên trộm đã đột nhập vào nhà Từ Hiếu này. Qua những gì thu thập tại hiện trường, tôi không phát hiện được gì cả, cũng không phát hiện được dấu vân tay. Điều này đồng nghĩa việc chắc chắn kẻ đột nhập đã mang bao tay khi hành động. Tôi thấy nạn nhân thật may mắn. Nếu mà kẻ đột nhập am hiểu chút về dòng điện thì chắc chắn bà Thắm sẽ mất mạng. Tôi cảm thấy tên hung thủ này là một người rất lập dị, đã áp dụng những tình tiết trong phim để mà hành động. Phải rồi. Còn về dấu chân mà chúng ta phát hiện được, đã có kết quả gì chưa? Theo như dấu chân chúng ta phát hiện ở hiện trường, người phỏng đó hắn ta cao 1m6 đến 1m65. Còn về trọng lượng thì sao? Do dấu chân in trên nền mặt phẳng, không có độ lún, cho nên tôi không ước lượng chính xác. Tôi cần có thêm những chứng cứ từ mũi trinh sát đặc biệt thu thập về đây, khi đó mình mới có thể kết luận được. Kết quả sao rồi? Tôi đã rà soát kỹ và chỉ thu được duy nhất một manh mối. Manh mối đó là gì? Là một người hàng xóm tên Bủ. Bà Thắm sống rất hòa đồng với trộm xóm. Cách ngày xảy ra vụ án, bà này có trong người một số tiền lớn vô bán đất. Chị Thắm ơi, có ở nhà không? Cho tôi hỏi thăm một chút chị. Ơi, chú Bủ đó hả? Dạ. Ngồi chơi đợi tôi một chút đi chú. Dạ, chào chị. Bữa nay tới đây có chuyện gì? Lâu quá rồng đúng nhà tôm với ta. Dạ. Có gì nó đại đi. Dạ, cũng không có giấu gì chị. Em tính qua mượn tị ít tiền. Em đang có công chuyện bằng ăn, nhưng mà kẹt vốn quá. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Làm gì có tiền? Trời, không thấy tôi sống đây có thân mình à, đâu có mượn ăn gì lớn đâu, có tiền. À, chị cứ giấu em hoài. Chị mới bán miếng đất ở tỉnh. Chị ráng giúp cho em mượn đi. Rồi hàng tháng em sẽ trả lãi cho chị như lãi suất của ngân hàng mà. Hay quá ha. Trời ơi, giống như là chú theo dõi tôi vậy đó. Hôm nay làm điều tra anh hết chứ. À, không chị. Chị đừng có nghi ngờ gì em. Nói thiệt á, là tôi có mới bán đất thiệt. Nhưng mà chú thấy đó, tôi sống con thân mình à, con cái đi làm ăn xa hết trơn à. Tôi cũng phải phòng thủ chút đỉnh để phòng khi bệnh hoạn trái gió trở trời chứ chú. Thì sao cho mượn được? Chị không cho mượn thì thôi, tôi về. Đừng giận mà. Chú Bủ, tôi có nghi ngờ người đàn ông này có liên quan đến vụ án trích điện của bà Thắm. Chỉ dựa vào những luận điểm của cậu thì chưa thể khẳng định tên Bủ có liên quan đến vụ án của bà Thắm. Tôi có dò hỏi những người dân xung quanh. Cách ngày xảy ra vụ án, Bủ có đi mua 5 mét dây điện. Dây điện này trùng khớp với loại chúng ta thu thập ở hiện trường. Mày đuôi hả? Tao đi mua dây điện chứ đâu. Mà anh mua dây điện vậy làm gì? Mua làm gì cả cha tao. Hỏi hoài. Hả? Trời đất ơi, cái ông này kỳ thiệt. Tôi hỏi có một câu mà chửi. Con người kỳ quá. Hơn nữa, Bủ cũng là người xuất hiện sau cùng khi hàng xóm tri hô chuyện bà Thắm gặp nạn.
Chuyện gì vậy? Bà Thắm bị sao vậy? Chị Thắm bị người lạ chích điện, ngất xỉu rồi. Rồi đáng rồi. Anh nói gì kỳ vậy? Mà không có gì. Gọi xe cấp cứu chưa? Em gọi rồi. Hàng xóm láng giềng, sát bên, phải qua liền chứ. Tôi bị đụng... Mà thôi, không cần giải thích. Tôi về đây. Má, cái anh này. Chị Thắm. Là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chính tên Vũ là người đã đột nhập và chích điện bà Thắm? Và các đồng đội của mình hãy mau chóng tiếp cận tên Vũ và mời hắn về cơ quan điều tra. Rõ. Nè, canh kia làm cái gì mà cản cái mặt ra hoài vậy? Muốn kiếm chuyện hả? Chào ông, tôi thuộc phòng BC45 công an tỉnh Đồng Tháp, hiện tại đang xử lý vụ án bà Thắm. Vụ án đang còn nhiều tình tiết cần điều tra, mời ông về cơ quan làm rõ. Cái gì? Tôi không có rảnh, tôi không có thời gian. Đánh ra tôi đi. Ông làm gì vậy? Đây là trường hợp bắt buộc, ông phải làm theo, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Mời ông. Được. Đi thì đi, có cái gì đâu mà sợ. Đi. Tôi không vòng vo với ông nữa. Ngày 11 tháng 2, có người thấy ông đã mua dây điện. Ông mua dây điện để làm gì? Dây điện chích cá của tôi bị hư nên tôi mua về thay. Vậy ngày 13 tháng 2 ông đã làm gì? Tối đó tôi đi ngủ sớm và ngủ tại nhà. Nhà của ông và nhà của bà Thắm, hai nhà sát bên nhau. Khi bà Thắm xảy ra sự việc, tại sao những hàng xóm người ta ở xa hơn, người ta đã tới trước, còn ông là người tới sau cùng? Có phải chính ông là người đã chích điện bà Thắm đúng không? Không, tôi không có làm. Tối hôm đó, nghe tiếng kêu cứu của bà Thắm, tôi lật đật chạy qua. Nhưng mà trong lúc chạy qua thì tôi đụng phải một người. Mắt mũi mày để đâu vậy? Đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Bực mình. Theo như lời ông nói thì ông có nhận ra người đụng ông là ai không? Tân trai, nó lòng bông, sống cô lập, với lại không có vợ con. Nó mới vừa ra tù vì cái tội trộm cắp. Hiện giờ nó đang tạm sống ở ngôi nhà hoang bỏ không. Mà tôi thấy điều bộ của nó rất là mờ ám. Được rồi, cảm ơn ông.
Báo cáo, chắc chắn tên này đã đánh hơi được điều gì bất thường, nó rời khỏi từ lâu. Chúng ta phải mau chóng tìm ra hắn, rất có thể hắn chuẩn bị gây án ở một nơi khác. Đi thôi. Chúng tôi phát hiện được là đối tượng đang di chuyển trên cái tuyến đường đó, đối tượng sử dụng một cái chiếc xe đạp và một cái nón. Nón là sử dụng là nón bảo hiểm. Thua, anh đã bị bắt. Biết rồi. Ủa sao ngộ ta? Theo cái nguyên lý rau bắp ấy, vừa suy nghĩ nè, không thấy anh. Đó. Thì mấy anh sẽ không thấy em. Mà tại sao nhìn thấy em ta? À biết rồi. Em thấy nè. Thấy. Thôi thua, mấy anh hay quá. Anh nói xong chưa? Anh đừng giả ngu ngơ nữa, cái đồng chí. Dán về đây đây. Cái khu vực mà đối tượng này chạy trốn á, thì nó khoảng là độ khoảng 5-6 km². Thì lực lượng của chúng tôi thì khoảng trên 40 người, tiến hành là từ khoảng 9 giờ đêm đến 6 giờ sáng thì bắt được đối tượng. Anh Trần Quy Tân. Dạ. Anh có thừa nhận hành vi phạm tội của mình hay không? Dạ nhận.
Vậy thì tại sao anh lại có suy nghĩ là sẽ giết bà Thắm bằng cách chích điện? Dạ không có suy nghĩ đâu, mới đầu là thấy trên TV người ta làm có những nguyên lý như vậy á, rồi đóng phim nữa, rồi xem cái bắt cướp theo, cộng sự sáng tạo của em. Ra tù thời gian á, không có việc làm ổn định, hết tiền tiêu xài, nên em đã lên kế hoạch đột nhập vào nhà bà Thắm cướp tài sản, vì bà này bà mới lắm đó. Chị Thắm ơi, có chuyện gì vậy chị Thắm? Đối tượng này thiếu đi cái sự mà gắn kết với cộng đồng địa phương. Đối tượng này sống nó rất là tách biệt. Nó từ đó cái tính cách đối tượng này hình như nó có một sự lệch lạc nào đó, mà chúng tôi qua quá trình bắt và đưa đi kiểm tra tâm thần thì khẳng định là đối tượng này không tâm thần. Thưa cô Chính, thời gian gần đây á, cô có thấy tâm lý của chị Hạnh bị bất thường hay không? Cô Hạnh con của tôi á, mặc dù là nó bị tật nguyền từ nhỏ, nhưng mà tâm hồn nó lúc nào cũng vui tươi hạnh phúc lắm. Nhưng mà không biết nó muốn gì gì để dẫn tới là nó tự tử. Con ơi là con. Mong là cô bớt đau buồn. Thời gian gần đây á, cô có biết chị Hạnh quen biết với ai hay không? Con Hạnh của tôi nó bị tật nguyền nên nó mặc cảm lắm, nó không có tiếp xúc với người ngoài. Tôi nhớ là mấy hôm trước khi nó chết á, tôi thấy nó thường hay nhìn ra cửa sổ, nó buồn nó khóc mà tôi hỏi nó không có trả lời. Rồi, cảm ơn cô. Con ơi, chị có phát hiện gì mới không? Báo cáo anh, nạn nhân tử vong trước đó khoảng 6 đến 8 tiếng.
xung quanh cổ của nạn nhân có một vết bầm. Theo nhận định ban đầu của tôi thì nạn nhân tử vong do ngạt đường thở. Thưa anh, để không bỏ sót bất kỳ những chi tiết nhỏ, tôi đã cho ghi và thu lại những chi tiết dù là nhỏ nhất, kể cả những sợi tóc rụng ở trên giường của nạn nhân. Tốt lắm. Trước đó nạn nhân có biểu hiện gì bệnh lý nào hay không, hoặc xích mích hay mâu thuẫn với một ai đó? Báo cáo anh, thời gian gần đây cô Hạnh hay khóc một mình và đóng cửa nhốt mình ở trong nhà như người tự kỷ. Như vậy nạn nhân có khả năng là tự tử. Đồng chí, lấy thước dây lại đây cho tôi. Dạ. Nạn nhân có bị mất mát tài sản gì không? Thưa chỉ huy, theo người nhà nạn nhân cho biết, thì trước khi chị Hạnh qua đời, chị có một số nữ trang và một chiếc điện thoại, nhưng hiện tại thì không thấy đâu hết. Nạn nhân bị mất tài sản, hơn nữa là nạn nhân bị tật nguyền, không thể đi lại được, chủ yếu đi bằng xe lăn, nên việc treo sợi dây cao hơn mình 1m6 là điều không thể. Đây là điều rất đáng nghi ngờ. Phòng kỹ thuật hình sự vừa cho biết đường hô hấp và dạ dày của nạn nhân có chứa một lượng thuốc gây mê rất lớn. Có lẽ là nạn nhân đã dùng thuốc ngủ để tự tử nhưng không thành, rồi sau đó treo dây thắt cổ. Điều không hợp lý ở đây là nạn nhân bị tật nguyền, khoảng cách buộc sợi dây khá là cao so với độ vướng của nạn nhân. Chiếc xe vẫn còn nguyên, nghịch lý với nguyên lý. Khi nạn nhân vướng tới, chiếc xe phải di chuyển. Lẽ nào có người giúp sức, hay có một người đứng ở phía sau với động cơ giết người cướp của? Suy luận này rất có thể xảy ra. Hung thủ có thể dựng hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra. Vậy có khi nào nạn nhân chết trước khi treo cổ không? Bên phía đồng chí đã có kết luận gì mới chưa? Thưa chỉ huy, khoảng 1 giờ đồng hồ nữa sẽ có kết luận. Anh có thể nhận báo cáo tại phòng pháp y. Cảm ơn đồng chí. À, cô Dê, cô cho tôi hỏi, cô có phải là chị Huyền nhóc, bạn của chị Hạnh không? Dạ, đúng rồi. Có gì không anh? À, cô ơi, cô cho tôi hỏi chuyện nhà của cô Hạnh. Dạ, mà nhà con Hạnh phức tạp lắm. Là sao? Cô có thể nói rõ hơn không? Thì nói với mẹ nó đó. Mẹ nó thì hay khó tính, gây sự rồi gắt cổng với nó hoài à. Sao tôi nghe nói là cô Chính thương cô Hạnh lắm mà. Bề ngoài thì vậy thôi, nhưng mà ở gần mới biết. Hôm bữa nè tôi có thấy hai mẹ con có cự lộn với nhau dữ lắm á. Vậy họ cãi nhau về chuyện gì cô có biết không? Hình như là Hạnh nó để dành tiền riêng, nó mua vàng. Đẹp không? Tôi mới mua đó. Trời ơi, ừ, dễ thương ha. Thì sao mà con tự ý vậy? Tiền ở đâu mà con mua đôi bông? Có phải con trộm tiền của mẹ không? Mẹ ơi, con lớn rồi. Tiền này là tiền con để dành thì con mua, chứ con có ăn cắp của mẹ đâu. Mẹ kêu con ăn cắp của mẹ. Con có biết là mẹ để dành tiền làm gì không? Để mẹ chữa bệnh cho con đó. Mà tại sao con dùng tiền phung phí, có mua vàng để làm gì?
Nhưng mà bản thân con biết á, là bệnh của con không có chữa được. Con cũng thừa biết á, là mẹ gom tiền có bao nhiêu vô là mẹ chơi hụi hết kìa, chứ đâu phải là mẹ để chữa bệnh cho con đâu. Mà có ngày hả, mẹ cứ chơi hụi đi, mấy người đó giật hụi rồi mẹ cũng trắng tay à. Đóng hụi là để lo cho mày, cái con cứng đầu à. Nhưng mà con lớn rồi, từ nhỏ tới giờ chuyện gì mẹ cũng quyết định hết á. Bây giờ con muốn làm được những gì mà con thích. Con cũng thích được làm đẹp, con thích mua vàng, con thích đeo trang sức. Đồ bất hiếp. Kết quả khám nghiệm như thế nào? Thưa chị Quy, dựa vào kết quả khám nghiệm thì bên chúng tôi loại trừ khả năng nạn nhân tử vong do thuốc gây mê và càng không phải là do bị treo cổ. Vậy nguyên nhân là do đâu? Ngoài vết thương do dây thòng lọng gây ra thì có một vết bầm tụ máu cũ hơn ở cổ. Thực tế cho thấy thì vết thương này đã được tạo ra trước khi nạn nhân bị treo cổ. Và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nạn nhân. Như vậy có nghĩa là có một ai đó đã cố tình sát hại nạn nhân, sau đó treo cái xác lên để tạo hiện trường giả. Ngoài ra, bên chúng tôi còn tìm thấy cái này trong túi của nạn nhân. Đây là cái lược cài của những người lớn tuổi hay dùng. Cô có biết tại sao chúng tôi mời cô về cơ quan công an để hợp tác điều tra không? Nhà tôi đang có tang gia, mà mấy chú bắt tôi lên đây, rõ ràng là mấy chú gây khó dễ với tôi quá mà. Không phải bắt, mà mời cô về đây để hỏi một số vấn đề. Cô giải thích như thế nào về sợi dây chuyền mà cô đi bán ngày hôm qua? Đó là tang vật mà cơ quan điều tra đang cần. Tôi bán sợi dây chuyền là để lo hậu sự. Nạn nhân chết ở trong phòng ngủ, ngoài cô ra thì ai có thể được vào phòng? Hơn nữa, Huyền, bạn của con gái cô cũng đã làm chứng. Cô thường xuyên cự cãi với con gái của mình vì chuyện tiền nong. Chúng tôi đã cho người theo dõi và phát hiện cô là người bán sợi dây chuyền. Ngoài ra thì Huyền cũng đã làm chứng sợi dây chuyền đó chính là của con gái cô. Không, mấy chú hiểu lầm rồi. Hai mẹ con tôi có sợi dây chuyền giống nhau. Hồi lúc tôi còn hạnh phúc với ba con Hạnh, còn sống trong một mái nhà, ông ấy đã tặng hai sợi dây chuyền cho hai mẹ con tôi. Nếu mà chú không tin thì chú gặp ổng đi rồi hỏi cho rõ. Mọi chuyện sẽ có cơ quan điều tra xác minh. Còn bây giờ cô trả lời, tại sao cái cài tóc lại trong túi quần của nạn nhân? Mấy chú có điều tra thì đừng có nghi quan cho tôi chứ. Tôi bị mất cái kẹp tóc lâu rồi, mà bây giờ không biết làm sao nó lại nằm trong cái túi của con Hạnh. Thôi, tôi bận công việc rồi, xin phép chú. Được rồi, cô có thể về. Kìa, cô có sao không? Tôi bị đau cái thắt lưng hơn 10 năm nay rồi. Bây giờ càng lớn tuổi, tôi càng bị nặng hơn. Đúng như suy luận của tôi, Hạnh không thể nào treo sợi dây thòng lọng để thắt cổ được. Đúng vậy thưa anh, nhưng còn nghi vấn ở chỗ mẹ nạn nhân thì sao? Cô Chính thì đau thắt lưng nhiều năm nay, nên việc treo sợi dây lên một chiếc xào cao như thế này, đó là điều không thể. Báo cáo anh, chú Sáu, cha của chị Hạnh cũng đã xác nhận là đã từng tặng hai sợi dây chuyền giống nhau cho hai mẹ con. Như vậy việc cô Chính có liên quan đến cái chết của con gái mình là có thể loại bỏ. Trong gia đình chỉ có hai người thôi, ngoài mẹ ra thì ai là người thân thiết được vào phòng của nạn nhân? Con Hạnh con của tôi á, nó thiệt thòi hơn những đứa cùng trang lứa, cho nên là tôi không có cho nó quen ai hết á. Bởi vì tôi sợ người ta ăn hiếp nó, sợ người ta lợi dụng nó. À, tôi nhớ là con Hạnh con tôi nó nghe đài, rồi nó kết bạn cùng với người thanh niên nào đó.
tôi mới cấm tôi không cho nó quen. Chú biết sao không? Bởi vì tôi nghĩ là con tôi nó tật nguyện thì đâu có ai yêu thương thật lòng nó. Vậy cô có biết người mà Hạnh kết bạn là ai không cô? Tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ nhớ là trong cái thời gian đó nó rất là vui lắm. Ngày nào nó cũng tươi cười hết. Rồi nó thường xuyên nó nhắn tin với một người nào đó. Tôi cấm dữ lắm chú, tôi không cho nó quen. Thì nó cũng không quen. Nhưng mà từ đó thì nó bực bội lắm rồi nó cáu gắt tôi. Thời điểm mà chị Hạnh quen với người đó là bao lâu hả cô? Khoảng tháng 9 á. Nay cũng được 4 tháng rồi. Mời vào. Thưa anh, sau khi làm việc với nhà đài, em đã lấy được thông tin về trường hợp kết bạn của chị Lê Ngọc Hạnh ở Vĩnh Long và anh Nguyễn Trọng Lý ở Tiền Giang. Anh Lý đã chủ động xin số điện thoại của chị Hạnh để làm quen và em cũng xin được địa chỉ thường trú của anh Lý. Tốt lắm, lập tức dò tìm manh mối này. Vì chỉ có người này gần đây kết bạn với chị Hạnh, biết đâu sẽ có manh mối mới. Anh Di ơi, đây có phải là nhà anh Lý không? Tôi Lý nè, có gì không anh? Tôi là trinh sát điều tra của tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay tới đây để gặp anh có một số vấn đề liên quan tới cô Ngọc Hạnh. Ủa mà em đâu có quen cô nào tên Hạnh đâu. Vậy anh có còn nhớ tháng 9 năm 2013 anh có làm quen kết bạn qua đài với một cô tên là Lê Ngọc Hạnh ở Vĩnh Long không? À nhớ rồi. À, nhưng mà cái cô đó cổ có tật. Em sợ ba má không chịu cho nên em không có quen. Vậy là hai người đã từng gặp nhau? Em có tới nhà gặp cổ. Nhưng mà em tới trước nhà em điện thoại thì thấy có một cái cô gái ngồi xe lăn bước ra. Thấy vậy cho nên em về luôn. Mà cổ có chuyện gì anh? Cô ta vừa mất cách đây 4 ngày. Chúng tôi đang tình nghi là có người sát hại. Tội nghiệp ghê. Cổ có tật vậy mà còn bị giết. Không biết ai ác dữ vậy trời. Thưa anh, sau khi nhìn thấy tấm hình này của anh Lý á, Huyền nhóc còn cho biết thêm những lần đến nhà chị Hạnh chơi, chị Huyền vô tình nhìn thấy anh này ở trong nhà của chị Hạnh. Hai người đang rất là tình tứ với nhau. Nhưng vì thương chị Hạnh, sợ bà Chính quở trách, cho nên chị Huyền mới im lặng tới bây giờ. Điều này không giống những gì Lý đã tường thuật trước kia. Alo. Thưa chỉ huy, qua kết quả phân tích, trong các mẫu tóc để lại trên giường của nạn nhân thì có một mẫu tóc chứa gen trùng khớp với gen của đối tượng Nguyễn Trọng Lý. Quả nhiên là như vậy. Anh hãy thành thật khai báo mọi hành vi sát hại chị Lê Ngọc Hạnh. Cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh anh chính là hung thủ trong vụ án này. Anh lấy bằng chứng ở đâu mà anh nói tôi là người giết? Tôi đang ở Tiền Giang thì làm gì liên quan tới cái chết của Hạnh? Anh ở Tiền Giang, vậy tại sao tóc của anh lại ở trên giường của chị Hạnh? Qua kết quả kiểm tra mẫu tóc cho thấy trùng với mẫu gen của anh. Hơn thế nữa, điện thoại của anh đang xài chính là điện thoại của nạn nhân. Chắc đó là sự trùng hợp hả? Tôi không cố ý mà. Nhưng mà tôi quen Hạnh á không phải là vì mục đích giết người đâu. Tôi chỉ đùa giỡn với tình yêu của cô ấy. Đến khi tôi chán trường, định buồn bỏ. Nhưng không ngờ lòng tham trong con người tôi nó trỗi dậy.
Nè, có chắc á là má em tối mới về phải không? Ừ, dạ chắc, tối má em mới về. Nằm lên đây. Nặng quá hả? Có thương anh không? Có. Em biết không, ở bên cạnh em anh rất là hạnh phúc. Nhưng mà anh nghĩ là chắc chúng ta không thể nào tiếp tục được với nhau nữa rồi. Tại vì ba má anh biết anh quen em á, ba má anh giận dữ lắm. Ba má anh cho em tật nguyền đúng không? Anh không có chấp nhất chuyện đó. Nhưng mà với lại á, má em cũng đâu có cho em quen anh đâu. Mình không có nên giấu giếm người lớn chuyện này được. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em đã vượt qua mọi rào cản, mọi mặc cảm để tới với anh. Rồi bây giờ anh nói chia tay là sao? Anh coi nè, em đã cố gắng dành dụm tiết kiệm tiền á để mua vàng, để tương lai tụi mình tốt đẹp hơn. Bây giờ anh ngủ với em rồi, em trao hết đời con gái của em cho anh rồi, xong rồi bây giờ anh đòi chia tay em đúng không? Em đừng có nói như vậy, cũng có người nào nghe được thì chết đó. Thôi để anh cố gắng anh thuyết phục ba má anh ha. À em ngồi đây đi, để anh vô trong anh lấy nước cho em uống ha. Đừng có nghĩ gì hết, mọi chuyện để cho anh tính ha. Hôm đó tôi đến nhà Hạnh thì thấy Hạnh có đưa ra một số vàng. Nhất thời nông nổi, tôi đã có xảy ra cái ý định là chiếm đoạt số vàng đó. Chính vì vậy tôi đã dụ Hạnh uống một ly nước có chứa thuốc mê. Nè, uống đi, đừng có nghĩ gì hết á. À, mọi chuyện á để anh tính cho nha. Rồi em nằm xuống đây nghỉ một lát nha, cho nó khỏe. Rồi nằm xuống đây. Nằm xuống. Ngoan, ngủ đi. Ngủ nha. Khi Hạnh ngủ tiếp đi thì tôi tiến hành chiếm đoạt số tài sản đó. Nhưng đang thực hiện hành vi của mình thì Hạnh thức dậy. Làm gì vậy? Trong lúc đó không biết là làm. Sau khi biết Hạnh chết, tôi đã tạo hiện trường giả bằng cách lấy sợi dây thừng treo dưới nhà để cho mọi người nghĩ là Hạnh đã tự tử. Chị cô Chính cho rằng tôi là người xấu, ngăn cản tôi với Hạnh. Vì vậy tôi gán tội cho cô Chính. Chỉ vì lòng tham nhất thời mà tôi gây ra tội ác tài trời như vậy. Tôi nông nổi quá. Tôi biết lỗi của tôi rồi.